đi về là từ ở cửa đi chạy vô á thì là mẹ chở ba chứ không phải là ba chở mẹ, mà mẹ thì mẹ bự còn ba thì có chút đâm ra đi á, cứ bơi cái xe như vậy để vô trong nhà. Mình nhìn thấy chỗ sao mà mình thấy lạ quá, mà nhìn ấn tượng quá. Bây giờ mới vô mới nói thì mới kêu là ba không biết chạy xe. Xin mời. Dạ chào cô. Chào bác. Dạ chào cô. Cô ngồi ạ. À, mời cô giới thiệu về mình. À, cô tên là Lê Thị Kim Liên, năm nay 61 tuổi, cô nội trợ ở nhà thôi. Dạ. Dạ, xin mời chị ạ. À, em tên là Nguyễn Thúy Vi. À, năm nay 37 tuổi, hiện đang sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, chị hiện tại bây giờ là có hai bé. Dạ. Hai đứa đều là con gái hết. À dạ. Dạ. Em làm dâu được của mẹ được 15 năm rồi ạ. Wow. Cô có nhớ cách đây 15 năm có cô gái nào đó xinh đẹp đến gặp gia đình, có ấn tượng gì với cô gái hay không hả cô? Đúng rồi, lần đầu tiên mà nó dẫn về, không phải là nó dẫn một mình vợ nó về, mà lần đó nó dẫn về đông lắm, 5-6 đứa con gái lận. Dạ. Cho nên nói chung cô cũng không biết là đứa nào hết. Chứ tưởng đâu chứ có dẫn về nhiều lắm. Nhưng mà trong đó thì có một đứa đó là nó lanh lắm, nó nói chuyện lia miệng này kia, nó xông xáo lắm chứ nó không như mấy đứa kia. Nhưng mà mình cũng nghi nghi trong bụng rồi, chắc là con bé này quá. Đó mà đúng quả thật vậy, đến lúc mà tụi nó về hết rồi thì mới nghe là con bé đó là người yêu của con trai cô. Bé lanh lại đó. À, cái miệng nó cứ lia lia. Lia lia tí lúc nào nó cũng xông xáo hơn là mấy đứa kia hết. Bé tên Liên đó. Không phải. Tên Liên là cô. Chú xông xáo rồi đó. Chú bé tên Liên rồi đó. Bé tên Liên nha. Chú nhầm. Còn với chị, cái lần đầu tiên sao mà chị có vẻ là tâm lý quá hả? Không phải lần đầu tiên đi vô thì nghĩ là không có làm dâu đâu, tại vì không có nghĩ là sẽ lấy anh chồng này, tại lúc đó cũng đang quen một cái anh khác nữa. Trời ơi. À, dạy như là chưa có yêu chồng bây giờ. Đà hoa quá ha. Nhưng mà ấn tượng với mẹ đầu tiên á là ba với mẹ đi về là từ ở cửa đi chạy vô á thì là mẹ chở ba chứ không phải là ba chở mẹ, mà mẹ thì mẹ bự còn ba thì có chút chém đâm ra đi á, cứ bơi cái xe như vậy để vô trong nhà. Mình nhìn thấy chỗ sao mà nhìn thấy lạ quá, mà nhìn ấn tượng quá. Bây giờ mới vô mới nói thì mới kêu là ba không biết chạy xe, nên mẹ đi đâu mẹ đều chở ba đi hết á. À, nói chung là ba biết chạy xe nhưng mà ba nhát. Phải, để bà chở. Chắc ổng biết chạy xe mà ổng chở không nổi. Mà giờ cũng đến... đúng rồi, cũng có lẽ là như vậy đúng. Nhưng mà đến bây giờ vẫn còn chở ổng không hay là ổng vẫn chở? Bây giờ vẫn chở, nhưng mà bây giờ ổng đi làm là ổng mua xe đạp điện ổng đi mình ổng. Suốt cuộc đời vợ chở chồng rồi, vậy đó hả? Ờ đó, bởi vậy suốt cuộc đời. Thương cho cô à. Chồng thiệt sướng rồi nha. Hôm nay có chở chồng không? Dạ không. Đây là mẹ chở em đi chứ em cũng không chở nổi mẹ luôn. Trời ơi, tội nghiệp con. Mình bự quá mà đâu không dám để cho nó chở. Ấn tượng nhiều nhất là ấn tượng mà về ba. Đầu thì chọc mà để bộ ria, nhìn dữ ơi là dữ, mà nhìn sợ ơi là sợ. Nói chuyện một hồi thấy, ủa, cũng dễ, cũng hiền lắm mà. Nhưng con trai đẹp trai không cô? Cũng được, mình nhìn mình thấy nó đẹp, không biết người ta nhìn có đẹp không. Em về giờ làm dâu thì có những cái tiếng cười như thế này mày không? Dạ có, tại vì em với mẹ là cứ đi theo chọc mẹ hoài à. Đâm ra mẹ chửi em tối ngày à. Tại vì mẹ hay ăn vặt. Ví dụ như vừa bước chân ra đường là mẹ hỏi, mẹ đi đâu á? Nên kêu là, con chở hai nhỏ đi chơi. Cái mẹ kêu, nhớ mua kem xô về cho mẹ nha. Hoặc là nhớ mua bánh tráng sữa nha. Đó, là mẹ kêu, mập rồi, giảm cân đi, ăn hoài. Con nấu ăn cho mẹ không? Dạ chưa bao giờ. Điểm à, bắt mẹ nấu không à? Tại vì mẹ ở nhà là mẹ cơm nước hết, con hai đứa nhỏ mẹ cũng lo hết. Bé được một tuổi á, thì nó thôi bú, nó không bú nữa. Thì bắt đầu mẹ cứ đi ra đi vô cho nó uống sữa buổi đêm á, thì em cho nó uống á thì nó cứ ói, còn mẹ cho nó uống thì nó không ói. Bực bội quá mẹ, hai vợ chồng đều mất ngủ mà mẹ cũng mất ngủ nữa. Cái mẹ mới nói là thôi mày đưa nó ra ngoài đây cho tao đi, rồi tao giữ nó cho hai vợ chồng mày ngủ cho ngon giấc. Cái là từ đó đến giờ là hai đứa đều ngủ với nội hết, không ngủ với vợ chồng em ngày nào hết đó. Trời ơi. Và như là nội là giữ hai đứa từ nhỏ luôn. Nó mới sanh mình cũng để cho nó nghỉ mà không dám cho nó thức, nó ngồi nhiều. Không nhận nể phục người phụ nữ này nha. Rồi cũng phải vô nặng canh.
canh phia dậy cho con nó bú. Hai đứa cháu đó bây giờ là nó không có chịu ngủ với mẹ nó đâu. Sao em không chủ động để có thể giúp mẹ chồng trong cái việc chăm con nữa, cho đỡ cho mẹ? Tại vì là từ bé đến lớn là em không biết làm gì hết á. Em đi về làm dâu mẹ em cũng không biết làm luôn. Chỉ có công việc rửa chén là em làm thôi. Có nhiều hôm là mẹ cũng phải rửa luôn. Em cũng không rửa luôn, em đi làm về trễ. Xong rồi buổi sáng ngủ dậy á, cái dậy trễ quá lạch đạch đi làm lại không có rửa chén cho mẹ, lại để mẹ rửa. Sáng á thì ba dậy nấu nước pha trà. Rồi à, em cũng không phải đó. Làm gì hết á. Là chỉ có việc sáng ngủ dậy là đi làm thôi, là còn có ba mẹ lo. Còn ngày thì có mẹ nấu cơm. Con giận dâu giỏi thôi. Dâu này giỏi ghê luôn á. Nhưng mà lúc mà em đẻ ai lo cho em? Dạ lúc em đẻ đứa đầu á là em về ngoại được một tháng. Là ba mẹ, tại vì lúc đó là cái thứ nhất là ba mẹ không có con gái, xong rồi đẻ đứa cháu đầu cũng lại là con gái nữa, đâm ra ông bà rất là cưng. Mà em thì cũng nhớ chồng, em cứ khóc suốt em cũng đòi về. Ba mẹ em bên nhà thì lại không cho về. Cái bắt đầu mới nói riết rồi mới kêu là thôi để một tháng đi rồi ba mẹ cho về. Cái một tháng thì ông bà xin đi qua rước về. Về bên này thì mẹ lo hết từ ai đến dép. Ủa mà mình cũng lấy làm lạ. Con mình đi về mẹ ruột mình ở nó sướng hơn chứ. Sao lại đòi về mẹ chồng? Nói chắc là mình... tại mẹ chồng dễ thương này quá. Đó chắc là không biết mà không biết nó nhớ mình hay nó nhớ chồng nó nữa. Hai mẹ con mình có thí dụ là không hợp nhau điểm gì không chị? Mẹ thương cháu quá, đâm ra nhiều lúc chị không có dạy được. Cứ đụng tới là bà nội, ông bà nội binh. Nhiều lúc nó quát mình luôn rồi vậy. Binh cháu rồi là ví dụ như muốn dạy nó hay là muốn la nó là phải đóng cửa phòng, chốt cửa phòng lại. Thì ông bà lại đứng ở ngoài cứ đập cửa ầm ầm á. Thì lại không có ấy được. Bà nội cưng quá nha. Cứ phải mà hai chồng đóng cửa phòng là đứng canh hả? Con nó làm gì cháu không? Không dám đâu. Mình sợ nó đánh cháu mình thôi. Đúng rồi. 15 năm qua đó, em có buổi nào mà em nấu cơm hoàn thiện một buổi cơm lo cho mẹ? Từ lúc mà em ra riêng, em ở riêng, em hai chồng anh riêng ở riêng thì em bắt đầu đi học nấu ăn. Thì giờ cũng biết nấu, ví dụ như có nhiều lúc nấu cái món gì ngon ngon thì cũng mang qua cho mẹ. Kêu ừ mẹ ăn món này đi. Lúc ở với mẹ không đi học nấu ăn. Lúc ở riêng đi học nấu ăn rồi. Nấu ăn bằng mình đó. Ăn mình đâu, con chia qua cho mẹ thôi. Cái món đầu tiên mà nấu cho mẹ chồng là món gì nhớ không? Chắc là món phở quá, tại vì mẹ đúng rồi, nó hay ăn cái món đó lắm. Mẹ với lại chồng đều thích ăn phở hết. Đồng phở. Cũng thích ăn phở nữa hả? Dạ. Phở nha. Thì phở. Không phở. Thì ai nói ăn gì thì ăn phở. Phở. Ông chồng nào không thích ăn phở? Không phải, không phở. Phải phở kia mà là phở này. Phở kia là phở gì? Phở này là phở gì? Thì tôi nói là ý là tôi nói là đàn ông hay thích ăn phở. Mà ăn phở kia đó hả, là bà nội có nguy cơ có thêm cháo đó. Phở kia là phở gì? Phở nào đàn ông thích ăn hết? Phở tái nè, rồi phở nạm nè, phở rồng. Không biết là chị có bao giờ làm cho cô xúc động chưa? Có cái là cô hơi ganh tị tí là cái sinh nhật á. Sinh nhật của bố chồng với mẹ chồng. Nhưng mà hầu như là bố chồng là năm nào nó cũng được quan tâm tới nhiều hơn hết. Nó cũng có tặng quà, nó cũng có mua đồ nó tặng. Nhưng mà có năm rồi á, năm rồi là nó không nói gì hết, nó im lìm, nó chỉ biểu ba nó là ngày mai đó, ngày sinh nhật á, là kêu ba là kêu mẹ đừng có đi chợ, đừng có mua đồ ăn để con làm đồ ăn ăn. Cũng mới đầu mình cũng không nhớ nữa. Đó, nhưng mà qua tới ngày mai bắt đầu nó mua về rồi, mình mới nhớ hôm nay ngày sinh nhật của mình. Nhưng mà sao quan tâm sinh nhật của ba chồng nhiều hơn? À, lúc nào nó cũng quan tâm tới ba chồng không à. Tại sao? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em cảm thấy là em thương ba em nhiều lắm. Tại vì ba rất là thương em, như kiểu ví dụ như mọi việc trong nhà ba làm cho hết. Quần áo của con nhiều lúc hồi bé nó còn nhỏ là ba cũng giặt cho luôn. Thì chứ ai chở em? Ai lo cho con em? Đó, nhưng mà tại vì em nghĩ là một người con trai á là nó khó hơn một người phụ nữ. Cái người này mới là thật sự là phải chăm sóc nhiều, bởi vì phụ nữ đôi khi nhạy cảm hơn đàn ông. Thương thì thương phải đều ha. Chứ nếu như thế thì cũng đôi khi phụ nữ này cũng hơi tuổi tuổi chút luôn. Đúng rồi, mấy nhiều lúc mấy cái sinh nhật đó cứ qua nó không bao giờ nó quên nha, mà tới của mình nó nhiều lúc nó hay quên. Không, sinh nhật của mẹ dễ nhớ, tại sinh nhật của mẹ trùng với sinh nhật của em nữa. Ủa? Làm sao mà em không nhớ được? Gần gần chứ không phải là cùng ngày. Trùng tháng. Con dâu nó cũng thương đó, nhưng vấn đề chỗ là nó hơi sơ ý chút. Đúng rồi. Ai là người đăng ký tham gia chương trình vậy? Trai nha cô đó. Nói chung là nó đăng ký hồi nào cô cũng không biết luôn đó. Anh nói vậy nè, hai mẹ con á hả, ở nhà suốt ngày chí chế hoài.
Là tại vì cứ đi theo chọc ghẹo mẹ hoài à, mà có nhiều chuyện để nói thôi, cho hai mẹ con lên tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đi. Có gì em lên kể tội mẹ đi. Trời chồng. Hôm nay để xem coi người đăng ký cho Mẹ Chồng Nàng Dâu sẽ nói điều gì nha. Hai mẹ con và mẹ chồng với nàng dâu thì nhưng mà lúc nào cũng như mẹ con ruột, lúc nào cũng giỡn với nhau, chọc ghẹo nhau được. Nhất là những lúc mẹ chồng hay ăn vặt thì con dâu là nhân cơ hội đó là dành ăn với lại chọc ghẹo mẹ nhiều. Thời gian qua thì mẹ với vợ trong gia đình có nhiều chuyện khó khăn thì hai mẹ con có suy nghĩ nhiều, thì cũng có hay bệnh lặt vặt này kia. Hôm sau thì hai mẹ con lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn, dành thời gian tập thể dục để nâng cao cái sức khỏe của mình. Khi nghe cô nói vậy thì cô cảm nhận thế nào? Cô cũng vui, nó cũng biết quan tâm tới mình. Cô có muốn nói gì với con dâu trong ngày hôm nay không? Muốn cô con dâu thay đổi điều gì không? Như là có nhiều cái cô bực mình, nó đi đâu á là lúc nó ở chung cũng vậy, mình ở riêng cũng vậy, lúc con còn nhỏ cũng vậy. Nó muốn đi là nó đi. Nó đi là nó giục hai đứa con nó không mẹ ơi con đi đây con gửi mẹ hai đứa nhỏ hay gì không có. Hồi giờ qua giờ lại mình không thấy đâu hết, hỏi mẹ đâu con? Mẹ đi chơi nó tiêu rồi. Đó, mà về hả nói nó thì nó lại nhăn răng nó cười thôi. Thấy mẹ chồng thương quá. Chắc vậy đó, nó thấy mình dễ nữa. Dễ nữa. Nhưng mà có một lần kia không biết không, nó đi chơi xa hai vợ chồng. Mình nghe nó bàn tính trước rồi. Nó kêu là nó đi chơi hai ngày ba ngày gì đó. Cái mình để im coi sao mà gần tới ngày nó đi rồi mà mình cũng không thấy nó nói mẹ ơi con gửi hai đứa nhỏ hay gì hết nha. Mình nói bụng rồi đó, mình nói với trời chí này mà không nói nữa là chắc mình không giữ á, không nói nữa là bắt dẫn đi theo luôn. Qua ngày mai nó đi là hôm nay nó mới nói. Thôi vậy cũng được đi. Sao vậy em? Hình như em thì tới gần tới ngày rồi mình mới nói, tại vì mình chưa có đi nên mình chưa có xin phép, mình chưa có nói. Mẹ em nãy giờ thấy nói rất là thương em, thương nhiều nữa. Nhưng mà mình cũng đừng vì cái việc đó mình ỷ lại. Trước khi mình đi đâu á, mình cũng nói mẹ, biết rằng mẹ không cho đó, nhưng mà mẹ cho con đi tuần sau, mẹ cho con đi. Một cái lời nói như thế thì thật sự là mẹ rất là ưng lòng. Thông qua chương trình này thì con cũng nói là con cảm ơn mẹ nhiều, tại vì biết là mẹ thương nhiều lắm. Nhưng mà con cũng mong là mẹ hãy vì mẹ một chút xíu, đừng có vì người khác nhiều quá, lo cho con cháu nhiều quá. Đâm ra mẹ nhiều lúc em cũng nói mẹ bệnh, kêu là mẹ đi khám bệnh đi, thôi ta làm biếng lắm, bớt lo đi để có nhiều sức khỏe. Em muốn mẹ là bớt chơi điện tử lại đi. Vừa coi truyền hình vừa bấm điện thoại, mẹ ghiền chơi game á. Rồi mẹ bớt chiều cháu lại đi, tại vì mẹ rất là chiều cháu. Nhiều lúc mình cũng khó thể nào mà dạy con mình. Thôi chơi game thì cứ để mẹ chơi. Không phải anh chứ biết mẹ không? Đâu có làm gì. Đúng đâu rồi, chơi game rồi, là đa phần là buổi tối không à, tối tắt đèn cái mẹ ngồi trong truyền trong mồm cái mẹ bấm điện thoại á. Cái chuyện đó để ba nói, bởi vì ba không phải chơi với mẹ thì mẹ phải chơi game. Ba không chơi mẹ nữa đâu, giờ là tối là ba không có ở nhà, ba đi luôn. Thấy chưa? Đi mẹ suốt buồn. Luôn mà mấy năm nay rồi. Ủa sao vậy cô? Giờ là nói chung là chú đi làm đêm á. Cho nên là không có đêm nào nhà hết, nay là mấy năm rồi. Thành ra không biết chơi gì phải chơi game. Cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Cảm ơn chị Linh. Tuyệt vời. Hai mẹ con ôm nhau thế nào? Thường xuyên ôm thế này nha.